Nào. Cháu nó giật nào cá lên thỏa bên đây. Chụp từ sáng đến trưa dính cho con ạ. À. Rồi giật máy. Ăn thì giật được luôn. Chưa ăn đã giật rồi. Nó mắc vào đâu? Để nó ăn đã em. Phải kích thật. Tao giật tao ra. Cảm ơn mình có quá hả? Em phải để nó ăn xong nên nó kéo đi chứ. Mà rứa cũng may dính có ta đây. Ôi. Đi bị dịp trò. Ta đang không mang ta nè. Vài kết. Được con nào chưa? Chịu ngoẹ. Chị cái đéo nào. Đéo thở được. Dậy vậy. Có cá là giật. Anh ruột về bây giờ. Anh đi chợ về à? Ừ. Nhẹ thôi. Mua chứ. Chơi đi mày cúa đi. Chứ buồn người bắt anh đắt hơn. Tôi được 7.500.000 mẹ thằng Huy có động tác thì mẹ câu đấy là đi biết câu rồi. Nhìn cái động tác này chán đấy, đi ra nó phải như thế nhẹ thôi. Ôi, về à, về không để nó ăn nghe đã, chưa kịp ấy đấy. Trong sách có gì à? Từ từ đã em, từ từ đã, từ từ đã. Để đó, từ từ đó em, từ từ đó. Dớt. Đấy. Chán. Đấy, nhẹ nhàng thế. Cần gì phải như ấy đâu. Nên ta số vậy ta bán có luôn không? Ta lấy cao nữa. Thôi chứ nó có nhỏ không mà cao chi. Cao chứ con có nó cả ai may ngay ông tòng nữa mà. Chứ mà có cái ông tòng ông cao chứ nữa hả? À, cao không cần màu anh chi hết lại cao lục á. Giật á dính giật á dính đông quá mà. Tao một mồi nãy giờ tầm vài chục con rồi. Nhưng mà con bé quá.
xuống tới bác luôn rồi, đéo còn cao nữa đây.